Hello anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em cái phiên bản i27 mới nhất. Đó là phiên bản i27 có sạc không dây và cảm ứng trong tai. Thì cái chiếc i27 này nó được sản xuất ra, nó sao chép, bản sao chép copy của AirPods của Apple, 100% AirPods copy nha các bạn nhé. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc tai nghe i27 mà có thêm cái cảm ứng ở trong tai, có nghĩa là khi các bạn cho lên tai nghe nhạc và các bạn bỏ cái tai nghe ra khỏi tai thì là cái nhạc ở trong các bạn đang nghe nó sẽ dừng. Hoặc là các bạn khi xem phim mà chúng bạn bỏ tai nghe bỏ ra thì nó cũng sẽ dừng lại, và nó sẽ các bạn bận làm cái việc gì đó thì nó sẽ nhớ cho các bạn cái đoạn phim các bạn đang xem, và sau đó các bạn vào quay lại thì bạn bỏ tiếp vào trong tai thì nó lại tiếp tục chạy. Đấy, nhạc tiếp tục chạy như bình thường. Thì có một số cái câu hỏi là các bạn hỏi là cái kích thước của cái kén này và cái tai nghe này nó có giống với cả cái AirPods không. Thì mình xin trả lời là kích thước của nó là 100% giống nhau, và các cái xưởng làm cái tai i27 này bên Trung Quốc họ đã đo và thiết kế y hệt, từ đèn trên hộp sạc, nút reset và nút xuyên Bluetooth cũng đều qua đây. Ngoài ra có cả cổng sạc Lightning nhé các bạn nhé. Đấy, chứ không phải là cái mấy cái cổng sạc micro USB hay cái gì đó thì nó được chuẩn cho lắm. Trên cái tai nghe này thì nó sẽ không có đèn đâu các bạn. Bình thường các cái i12 hay là i11 gì đó thì nó sẽ có cái đèn đỏ đỏ ở đây, thì nhìn trông nó rất là tàu, nhìn trông nó sẽ dại hơn. Cái âm thanh của cái con này thì nó cũng khá là ấm rồi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách xử lý khi mà các bạn bị lỗi một bên tai không nghe thấy, có nghĩa là một bên tai các bạn bị mất và một bên tai bạn vẫn nghe được. Thì lý do là do các bạn chạm tay vào cái phần nút cảm ứng ở trên cái tai này, đúng là chỗ này các bạn, đấy, cái nút cảm ứng ở trên chỗ này, và các bạn cầm vào đây, thông thường các bạn cầm vào đây để rút tai nghe ra đúng không, thì là nó sẽ rút cái tai nghe ra thì nó sẽ chạm đây, quá 3 giây thì nó sẽ bị tắt một cái tai nghe đi, và lúc đấy thì hai cái tai nghe nó không connect với nhau nữa, và các bạn chỉ được còn một tai thôi. Thì cách làm là các bạn sẽ tắt Bluetooth trên thiết bị của các bạn như là điện thoại, thì các bạn tắt Bluetooth đi, sau đó các bạn vào phần setting ấy, các bạn quên cái thiết bị là AirPods này, để quên đi, để khi mà chúng ta bật lên thì nó sẽ không kết nối ngay lập tức với cả cái tai nghe này, thì chúng ta sẽ không reset được. Sau khi các bạn làm được việc đấy rồi thì các bạn mở cái hộp sạc ra, bỏ lại tai nghe cái hộp sạc như bình thường, rồi các bạn đậy nắp lại. Đấy, sau khi đậy nắp lại rồi các bạn phải đảm bảo được là trong cái hộp sạc này nó còn đầy đủ pin. Đấy, để nó reset lại cái tai nghe này. Sau đó các bạn mở ra, các bạn mở cái này ra trước, rồi bây giờ bạn bật Bluetooth ở trên điện thoại và bắt đầu lại search lại Bluetooth như bình thường cho mình, thì khi đó cái tai nghe này nó sẽ kết nối với nhau. Đấy, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Và cái phiên bản full i27 có cảm ứng trong tai này thì bên mình cũng đang có link bán hàng ở bên dưới rồi, các bạn có thể xem và xem tham khảo. Ok, cảm ơn các bạn nhé.